Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thư viện Gia Lai hân hạnh kính chào quý khách. Với sứ mệnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho khách hàng và quý doanh nghiệp, Thư viện Gia Lai chuyên đào tạo cung ứng dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ cho ngân hàng, chung cư, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư, trường học, bảo vệ sự kiện, bảo vệ yếu nhân. Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ nhà sạch và vận chuyển hàng hóa. Với phương châm sự hài lòng của quý khách hàng là thành công của chúng tôi, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phẩm chất tốt, thiết bị an ninh hiện đại, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những giải pháp tối ưu đảm bảo an ninh trật tự cho quý khách hàng. Mọi chi tiết quý khách liên hệ địa chỉ hẻm 49 Đồng Tiến, phường Ia Karin, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hotline 0944 993 467. Trân trọng cảm ơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thư viện Gia Lai hân hạnh kính chào quý khách. Với sứ mệnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho khách hàng và quý doanh nghiệp, Thư viện Gia Lai chuyên đào tạo cung ứng dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ cho ngân hàng, chung cư, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư, trường học, bảo vệ sự kiện, bảo vệ yếu nhân. Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ nhà sạch và vận chuyển hàng hóa. Với phương châm sự hài lòng của quý khách hàng là thành công của chúng tôi, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phẩm chất tốt, thiết bị an ninh hiện đại, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những giải pháp tối ưu đảm bảo an ninh trật tự cho quý khách hàng. Mọi chi tiết quý khách liên hệ địa chỉ hẻm 49 Đồng Tiến, phường Ia Karin, thành phố Pleiku, tỉnh